tới luôn. Để ta không, nó cũng ngang ngửa với ngàn chứ không có thua gì đâu. Ok, hello anh em. Dạ chào mừng anh em đã đến với một vlog nữa của mình. Giờ mình là Mr Ken 679. Các bạn đang coi kênh channel của mình vào lúc 7 giờ tối trên kênh Santuna Motorcycle. Trước anh em đây là con Z900. Con này là phiên bản tiền nhiệm, fix những cái lỗi của con Z800. Nếu mà đúng ra mình nghe những anh em chơi Kawa chia sẻ như vậy, chứ mình cũng chưa chơi Kawa nên mình cũng chưa biết. Nhưng mà cái con này trong phân khúc tầm giá thì nó khá là đáng chơi. Thì cái con này đã làm lại những gì bên mình. Thì trước tiên mình cũng chia sẻ luôn là zin của cái con này, nó là cái cặp phuộc trước nó là màu đen, và cái cặp còn cái phuộc sau của nó là màu đen luôn. Cái lò xo á, lò xo phuộc sau nó là màu đen, cặp phuộc trước nó cũng là màu đen luôn. Bây giờ anh khách ảnh muốn là nhìn cho nó vàng vàng ống ống tí xíu, thì cái màu vàng ở dưới đằng sau là mình đã sơn lại, mình canh theo chuẩn màu vàng của Olen. Và cái vỏ phuộc ở đằng trước thì mình đã đi anode lại màu vàng. Nếu mà mấy bạn đòi mà màu vàng giống Olen đó, thì thật sự mà nói thì nó sẽ không ra nổi anh em. Màu vàng Olen nó cũng chua lắm. Nó chỉ có ra khoảng đâu đó khoảng tầm là 7-10, 8-10 thôi, chứ không ra giống 100% như Olen được. Nếu mà giống 100% như Olen thì mình mua mấy cái phuộc tai nạn về mình bồ đồ lại nhiều lắm. Con này là phiên bản tiền nhiệm của Z800. Nó nhẹ hơn Z800, nó lùn hơn Z800, và cái góc sau nó cũng na ná như Z800 nha anh em. Nhưng mà góc cạnh đồ mọi thứ đồ đều nó là ok hơn Z800. Con này mình làm lại cái phần phục trước là bao gồm thay phốt, phục hồi phục với lại anode. Đâu đó nó khoảng tầm là 3,7 triệu tới 4,2 triệu, tùy theo cái xe tháo khó hay là tháo dễ. Rồi cái thứ hai đó là cái phục sau. Cái buộc sau mình sơn lại cái lò xo màu vàng ô liền luôn, công rã ráp đầu các thứ luôn, là bao gồm cái lò xo sau với lại cặp phuộc. Và bao gồm mình đã sơn cái lò xo sau với lại cái anode là cái phuộc trước trong vòng 2 ngày anh em. 2 ngày là xong hoàn thiện hết. Thì khoảng tầm là luôn công rã ráp là chạy ra khoảng tầm gần 5 triệu, 4 triệu mấy, gần 5 triệu. Lên hình là nó sẽ có vài cái điểm nhấn ok hơn. Cái này là mình làm theo ý chủ xe anh em. Cái con Z900 á, thì nó được một cái là nó nhẹ hơn con Z800. Nó nhẹ hơn khá nhiều, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó lùn hơn Z800. Nó lùn, nó ăn gian được một cái là cái chỗ cái phần yên. Nó lùn hơn Z800. Nên là mình đi trong phố, mình trải nghiệm nó sẽ ổn hơn Z800. Thì mình có ráp phuộc trước, ráp phuộc sau. Trước sau gì mình cũng phải lấy cái xe mình test coi là dàn bánh biết thì nó ok chưa. Thì mình sẽ không có chạy đâu xa đâu, mình chạy vòng ở trong khu Bình Quế này thôi, để mình sẵn mình sẽ review, mình trải nghiệm cho anh em luôn giữa Z800 này Z900 thì nó sẽ như thế nào. Thì giữa hai con Z900 hay Z800 thì nó xem nó chênh nhau khoảng tầm vài chục triệu, tùy theo chất xe thì nó chênh nhau khoảng tầm từ 40-50 triệu cho tới 60 triệu. Nếu mà Z800 mà đời 2016-2017 thì mấy anh em mua lại có giá là khoảng tầm đâu đó từ 160 cho tới 175. Thì xe gọi là được đẹp. Rồi còn con Z900 thì nó sẽ dao động nó khoảng tầm từ 205 cho tới 220 là có được một con Z900. Còn mà xe ken thì có thể là nhích hơn một tí nữa. Thì cái con này một tí nữa mình ụp cái nón bảo hiểm vô, mình chạy một vòng, mình test review cho anh em coi thử coi là về cái tư thế ngồi, rồi cái nước ga. Cái con này hiện tại là đã đi cái bô Akrapovič Raw Ray 54 vô. Thì nói chung là bạn nào đã từng chạy qua Z8 rồi chạy lên Z9 thì sẽ biết được là cái cục máy của con Z9 á, mình không biết là nó có giống con Z800 hay không, nhưng mà cái hơi á, cái hơi nó cho ra của cái con Z9 á, thì nó rất là ok anh em. Con Z9 là cái hơi cho ra nó ổn hơn là con Z8 nhiều. Cái con Z800 là cái hơi nó cho ra cái kiểu giống như là nó bị nghẹt mũi anh em. Ha, nó như, cái kiểu giống như nó bị nghẹt mũi. Còn cái con Z9 là ra cái bô nó lực hơn rất nhiều, ra cái bô nó lực gần như con Z1000 á. Xe này euro đâu đó cũng khoảng tầm đâu mất tiêu rồi. chưa lên luôn. Cái con Z9 á, thì cái kiểu dáng về cái đuôi á thì nó cũng góc cạnh hơn nè, về cái phần đầu nó cũng góc cạnh hơn luôn à. Nhưng mà phuộc thì vẫn là xài phuộc của giống như thằng Z800, là hai con heo với lại cái bát phuộc xéo. Nhìn cái chân phuộc dưới nhìn nó có kiểu nó hơi nhỏ nè. Và cái tay thắng thì cũng giống như Z8 cũ luôn, cùng côn cùng thắng cũng na ná giống như cái con Z8 cũ, chỉ có cái đầu thì nhìn nó bét hơn. Từ dàn đầu nè, rồi cái phần đuôi thì nhìn nó bét hơn. Cái con này thì cái tiếng máy nó sẽ nghe lực hơn là cái con Z8. Để tí xíu mình thay đồ một cái, mình gắn cái miếng ốp vô. Tại vì mình đúng ra mình tháo cái miếng ốp, đúng ra mình gắn miếng ốp vô rồi, nhưng mà gắn miếng ốp vô thì sợ nó che mất đi cái chỗ cái phuộc màu vàng, anh em thấy không rõ à. Bây giờ mình sẽ gắn miếng ốp vô, mình chụp cái full face, mình chạy mình trải nghiệm cho anh em so sánh giữa con Z8 với con Z9 luôn cho nó dễ. Trong tầm giá thì anh em có thể là có nhiều sự lựa chọn, mà cái con này chắc cú là ngồi là nó phê hơn cái con Z800 rồi, bảo đảm. Cái con Z8 thì nó được cái nó chỉ được cái rẻ thôi, chứ nó không có gì ngoài nặng với cao hết. Đây là cái thân phục mình đã anode lại màu vàng à. Rồi ok, bây giờ đi nha. Rồi mình mới gắn, cuối cùng là gắn xong cái trợ lực. Giờ mình sẽ test ra cho anh em, sẽ so sánh giữa Z800 với lại Z900 cho anh em coi là về cái hiệu suất động cơ, công năng, hiệu năng, tư thế ngồi ha. Còn kiểu dáng hồi nãy lúc đầu clip mình đã nói cho anh em rồi. Đây, đang quay giờ, quay rồi. Ok, đi. Cây này đang đi cây Raw Ray 54 nên là nó khá là ồn ha. Cái bộ trợ lực này, bộ bát trợ lực thì khoảng tầm triệu mấy, gần 2 triệu. Còn cây trợ lực này mua hiện trạng là lai niu. Nói lai niu nghe vui thôi chứ chưa một vết xước anh em. Nó như mới luôn chứ nó khác gì đồ mới đâu. Mình bán là 6 triệu rưỡi. Đúng rồi, 6 triệu rưỡi. Đã tính luôn công là phát mũ rồi nọ nha. Đi test một vòng thanh đa anh em. Thì do xe này là mình có ráp dàn phuộc trước sau nên là test một vòng thanh đa coi nó chuẩn chỉ ok, cho với lại xe có phục hồi phuộc nữa nên là test coi nó có bị xì dầu gì không. Cái bộ bát thì nó dở hơn cái là cái thế của thằng Z900 á, cái đồng hồ nằm hơi sâu về cái ghi động quá nên là ví dụ gắn cái cây trợ lực lên á, dính cái bộ bát là nó sẽ hơi che nhẹ mấy cái phần thông số km đồ á, nghe thấy không? Thì về cái cục máy với chất máy thì mình cũng đã nói đầu clip cho anh em rồi. Cái cục máy của con Z900 á, nghe cái bô nó ra cái hơi nó thoát hơn so với con Z800, nghe cái bô nó hơi lực hơn. Tư thế ngồi thì mấy em khỏi bàn rồi. Về tư thế này ngồi con Z900 thì ngồi nó phê hơn, khỏe hơn Z8 rất nhiều. Về trọng lượng dắt xe thì nó cũng khỏe hơn con Z8 khá nhiều. Khi bên em dắt xe, cái form của con này cái đuôi nó lùng nên là cho cái thế bám để mình dắt xe nó cũng khỏe hơn cái con Z8. xe chạy bao nhẹ luôn nè. Chỉnh cái côn nó vô sát quá. Về giá cả giữa với 800 với lại 900 thì mình cũng có nói đầu clip rồi, nó chênh nhau cũng vài chục triệu, 40-50 triệu. Nhưng mà anh em nào mà yếu kinh phí á, thì chơi với 8 cũng được, nhưng mà thân hình phải lực lưỡng anh em. Chứ yếu mà chơi với 8 là nó giật chết. Mình đây 1m65 mà mình chạy với 8 mà mượn xe của cô Mập mà chạy có 3 ngày Biên Hòa Sài Gòn mà mỗi lần dắt xe ra vô, trời ơi, nó hành muốn đơ cái tay luôn. Con này tư thế ngồi đồ, cái form nó ngồi nó xào chẻ, nó tơi hơn. Đi đông thì cũng vừa phải, ngang cái tầm người, không có quá thấp mà cũng không quá cao. Yên cái thế yên ngồi á, thì nó hơi chủng sâu xuống, thì cho mình cái tư thế mà mình ngồi, mình gác chân, mình chống chân đồ nó tự tin hơn. Bộ quá trời lực này thì mua thì người ta có sẵn hai cái con ốc sa la da nó bắt ở trên đây rồi. Ốc viên của nó là hai ốc lục giác, nó âm vô trong cái lỗ. Cái con Z9 này mấy anh em đi nước đề nó táp ga hơn cái con Z8 nhiều nè. Quanh về bán đảo anh em. Rồi hết phim rồi. Rồi tới luôn. Để táp không? Nó cũng ngang ngửa vết ngàn chứ không có thua gì đâu. Cái tọt cũng khá ghê á. Cực kỳ thiệt, nhẹ tưng. Nhìn thấy con Z9 thì nó không có đầy bằng con Z1000 thôi, chứ còn về lực lái rồi nọ thấy nó cũng như Z1000. Chứ nói đơn giản giờ Z900 mà bây giờ mấy anh em bán cũ lại thì giá nó cũng ngang ngửa Z1000 chứ đâu có thua kém gì. Giờ Z900 mà rớt vô thì cũng khoảng tầm từ 205 cho tới 220, 230. Z1000 thì nhỉnh thêm khoảng tầm 20 triệu nữa, 230 nữa, cỡ 250, 260, 240, 230 cũng có xe nữa mà hơi dập tí xíu. Táp ghê không? Z800 thì nó lên nó hơi lì. Mấy bạn nào đã từng đi rồi thì mấy bạn có thể vô coi lại cái clip mà là hồi xưa mình có độ cái gấp BM cho cái thằng cu mập mà nó lên cái gấp BM mà cho con Z800 màu xanh xanh á, xe đó là 26 euro thấp á. Con nói là mình test mấy bạn sẽ vô cảm nhận được là cái ga của nó là nó cũng lên cũng hơi chậm, nó không bằng Z 9 đâu. Z 9 thấy lên cái tổ lẹo á. Cái form con này ngồi nó nhẹ mà ngồi nó cảm giác nó chắc chắn, chắc nịch. Đề qua cái là thắng lại tựa vô hùng xăng liền, thắng lại tựa vô hùng xăng liền. Phê chứ kéo dài anh em. Rồi giờ đại chủ xe tới là chung tiền thôi, vụ án gì nữa. Thắng là chúi đầu vậy luôn. Ây da. Ôi, về tới Vinh Thự rồi anh em ơi. Bye bye.